GoFood đang ở quận 5. Thì hôm nay GoFood gặp lại cô Nhung bán vé số và trao tiền hỗ trợ của Mạnh Thường Quân đến cho cô Nhung. Thì đối với cái hoàn cảnh của cô Nhung bị khiếm thị bán vé số thì mọi người nếu mà ai chưa xem thì hãy xem lại ở trên kênh GoFood. GoFood đã chia sẻ cái hoàn cảnh này được 2 lần. Thì hôm nay cô Nhung bán ở quận 5 ở chợ Hà Tôn Quyền. Mấy bữa nay thì mưa gió không biết là cô Nhung có bán được hay không. Mong sao là cô bán được và về sớm để mà nghỉ ngơi. Bây giờ cô Phú sẽ vô trong chợ để mà tìm cô Nhung. Cô Phú vừa mới gửi xe, giờ đi vô trong chợ để mà tìm cô. À đây, cô Nhung. Hồi sáng thì cô Phú có gọi điện cho cô mà cô nói là hôm nay bán ở đây. Con chào cô nha cô Nhung. Con xin nè, hồi sáng con có gọi cô đó. À, bữa nay cô bán ở chợ ở quận 5 đây hả? Dạ. À, bán được không cô? Ế hả? Chợ vắng quá. Chợ vắng. Mấy bữa nay mưa gió nữa ha. Dạ. Nay mình bán bao nhiêu vé cô? Ai cũng đi 200 mấy, hôm qua đi có 100 mấy. Dạ. 200 mấy mà giờ còn. Giờ còn. Rồi hồi tối em nó bệnh đó, rồi cô không có đi bán ban đêm. Dạ. Bây giờ ai bệnh cô? Nhỏ xíu á. Nhỏ xíu. Dạ. Nhỏ khoảng 3 tuổi á. Tại hôm bữa vô nhà thì có gặp thằng không có gặp bán. Chỉ có gặp thằng gì đó. Bán. Dạ. Thường thường á thì cô bán là ở ở quận mấy? Chợ tùm lum chợ đó, quận nào cũng đi hết á. Chia đều ra. Chia đều ra. Ví dụ bữa nào thì bữa nay thì đi quận 5 nè. Ngày mai cũng đi quận 10. Quận 10. Quận 10 là chỉ có chợ Lê Hồng Phong. Dạ. Với chợ Nhật Thảo Bà Bầu á. Dạ. Với chợ Chuồng Bò vậy thôi. Dạ. Còn quận 5 thì có chợ này với chợ Câu Lạc. Dạ. Quận 5 rồi có bữa đi quận 7 rồi có bữa đi quận 11 tùm lum hết. Dạ. Chỗ nào cũng đi hết. Từ nãy thấy thấy đứng đây mà không có ai, không ai mua hết trơn ha. Ít quá ha, chợ này vắng quá. Vắng. Chợ 7 giờ vô là thấy vắng rồi đó. 7 giờ sáng là thấy vắng rồi. Ừ. Hả? Vắng rồi đó. Từ sáng giờ đi ăn uống sáng ăn cái gì? Ăn nhà. Dạ. Nấu mì á. Dạ. Mì gói á. Ăn. Uống nước đi. Ăn mì gói uống nước rồi đi tới giờ. Đi tới giờ. Bữa con vô nhà thì về rồi cô có kể lại cho mấy đứa con rồi nghe không? Có. À. Người ta quan tâm tới tới cô lắm á. Ta thấy tội cô á, đi nắng nôi đồ. Người ta thấy mà cô chú như vậy mà lo cho con cái đầy đủ rồi đó. Người ta gọi là người ta rất là cảm phục cô chú. Không có cho con cái cực khổ, hạ mình cực khổ. Ừ. Mình vậy mà mình để cho con mình đi học. Dạ. Sao nó có cái chữ hồi đó cô đâu có mong mà nó học đến đại học rồi làm này làm kia đâu. Cô chỉ mong cho nó biết chữ thôi. Biết mặt chữ thôi mà đứa nào nó cũng ngoan, nó cũng học được hết. Nó học được. Biết mặt chữ thôi, biết tính, biết toán. Sau này nó ra, nó đói nó ra đi mượn nợ, không ai kinh rẻ nó, không ai ăn hiếp nó. Dạ. Mình chỉ nghĩ vậy thôi chứ mình đâu có dối tới đâu. Dạ. Mà giờ mấy đứa nó ngoan rồi, nó học được rồi, nó vượt. Nó học được rồi, nó vượt chỉ tiêu rồi. Vượt chỉ tiêu rồi. Tí cũng mừng. Dạ. Gán vài năm nữa là khỏe rồi. Cho lớn lớn, mấy đứa nó lớn lớn nó hiểu chuyện hết, cũng nó tự lập nó cũng đỡ. Giờ thấy nó cũng khỏe rồi. Cũng còn phụ thuộc vô cô chú. Giờ cô đi bán hướng nào, đi ra ngoài hướng lộ hay là đi về? Đi hướng này, đi đường Tạ Quyên.
Tạ Quyên ha. À, Tạ Quyên xong rồi bán qua băng qua đường bán chợ Tân Thành. Qua chợ Tân Thành bán. Tân Thành. Bán thành dòng về khu vực chợ lớn rồi bán. Tân Thành như trong đó là chỗ bán xe đâu cũng được. Đúng rồi, đúng rồi. Ơ đụng đâu đi đó à. Dạ. Cô bán ở chợ này được bao lâu rồi, bao năm rồi? Lâu lắm rồi. Từ hai mấy năm rồi hả? Mấy năm rồi. Ở đây ai cũng biết cô hả? 5-6 năm nay à, ai cũng biết hết. Dạ. Thôi giờ cô đi bán từ từ đi, con đi theo cô nha. Dạ. Dạ. Đi đường Tạ Quyên nè. Dạ. Tốt vậy thôi. Thì trong khi mà đi theo cô Nhung bán vé thì GoFood đi một vòng chợ chợ Hà Tôn Quyền quay cho mọi người xem, tại vì lâu quá rồi GoFood cũng không có đi chợ như vậy. Có hồi nhỏ thì đi theo mẹ đi mua đồ như vậy, họ ở dưới quê cũng rất là lâu rồi không có đi chợ như vậy, đi bộ. Ở đây là cái khu gọi là khu người qua, nhưng mà bán thì cũng ít đồ, là đồ Việt thì nhiều. Ở đây thì có mấy cái thuốc Bắc, thuốc Nam, thuốc gì đó. Cô Nhung đi. Cô Nhung nói là bán ở chợ này cũng được 5-6 năm rồi, đi tới đâu bán tới đó. Bây giờ đi đi qua bên Tân Thành. Qua bên Tân Thành ở bên khu bán đồ xe máy. Ngoài đường khó bán gì ở trong chợ, ở ngoài đường khó mà trong chợ còn nhiều người, nhưng mà ít, cũng ít người mua đúng không cô, chứ đâu phải dễ bán đâu, phải dễ ăn đâu. Thấy đi 1-2 cây số mà chưa được bán, chưa được tờ nào hết. Trời mưa tới nên mong sao là cô bán lẹ nên mà về mưa. Mấy tháng này là khoảng 1-2 giờ chiều là mưa à. Ở cô uống đi. Giờ còn khoảng 100 vé không cô? Mấy á, 100 mấy hả? Cô đi sao cô không có mua, không có đem theo chai nước, không đem chai nước uống? Vợ nó muốn hết. Tính chừng nào mua cái vỏ mới. Cái vỏ mới có mấy chục ngàn à, chứ để như hãm con nói cô đó đi lủng đó. Hoặc là nó một cái người ta rọc rồi đó. Mua cái gì cũng phải đắn đo à. Mua cái gì cũng phải đắn đo, suy nghĩ thôi. Dạ. Nó có phù hợp với cái tiền của mình không? Dạ. Mua chứ. Nhưng mà cái nào cần thì phải mua thôi. Cái nào cần, còn cái nào mà không cần thì mình phải suy nghĩ chứ. Cái mấy cái như mấy cái này thì cái này theo cô là bao lâu rồi? Mấy năm rồi hả? Mấy năm rồi. Mấy năm. Chó này cũng ta cho không à. Ta cho ha. Đồ ta cho không à. Dạ. Để con soạn thử coi có cái nào coi bữa nào con gửi cho cô để con coi thử nha. Coi có không? Tại bên nhà con thì đồ cũ với lại dép cũ thì có, nhưng mà mấy cái vỏ thì để coi lại, tại người ta cũng gửi để mà cho cái người ta cần dùng tới đó cô, đồ cũ á.
Thì như hôm bữa thì con có gặp cô ở bên quận 8 đó, rồi có vô nhà của cô, có chia sẻ cái hoàn cảnh của mình đến cho mọi người. Thì thứ nhất thì mọi người thấy cô là gọi là kiếm thị, rồi đi bán vé số, đi ngoài mưa ngoài nắng, phải nuôi mấy đứa con, đặc biệt là hai vợ chồng cô thì không có để cho mấy cái đứa con của cô bị nó chịu cực khổ á, lo cái gì cũng phải lo cho mấy đứa, thì người ta rất là cảm phục. Nên là người ta Mạnh Thường Quân có gửi tiền hỗ trợ đến cho gia đình mình nha cô, gửi cho mấy đứa để đóng tiền học, chuẩn bị hè tới nè, qua hè thì vô học. Thì con xin đọc tên một cái số tiền nha cô Nhung. Dạ. Cô có mệt trong người không mà thấy bữa nay thấy mệt mệt, có cảm gì không? Dạ không. Không à. Dạ, thứ nhất là của cô sinh ở Mỹ là 1 triệu. Thứ hai là vợ chồng của chị Nhàn ở Canada là 200 đô Canada là 3,4 triệu. Thứ ba là của anh Đôn Tiến Phan 50 đô là 1,150,000. Và thứ tư là của bà Nguyễn Thị Hai ở Long An là 500,000. Tổng cộng cái số tiền là 6,050,000. 6,050,000. Đây con xin gửi cho cô để tiền học với lại mua sữa sùng cho mấy đứa nhỏ. Dạ. Trước hết thì xin cảm ơn tất cả mọi người Thường Quân là đã có chia sẻ giúp đỡ cho gia đình con. Dạ. Qua cái hoàn cảnh này. Dạ. Con xin chân thành cảm ơn. Dạ. Đã hết lòng giúp đỡ cho gia đình. Dạ. Con. Dạ. Trước khi dứt lời thì con xin chúc sức khỏe toàn thể Mạnh Thường Quân cũng như gia đình. Dạ. À. Được dồi dào sức khỏe. Dạ. Dạ. Đây. Con đọc cái số điện thoại của cô được không cô Nhung? Dạ. Dạ. Đây là cái số điện thoại của cô Nhung là 0847909052. Cái số của cô Nhung, nếu mà mọi người muốn liên hệ trực tiếp hỗ trợ đến cho cô Nhung hoặc là đến đến nhà của cô thì gọi vô cái số này. Mình trò chuyện khoảng 50 phút nữa rồi tiếp tục đi bán ha cô, cho nghỉ mệt đỡ đi. Bữa nay thấy cô mệt mỏi quá. Con nó uống sữa với lại nó đang bệnh không có thuốc. Đang bệnh, bệnh gì? Nó cảm, ho, sốt. Cảm à? Dạ. Nói ra để đi nhưng mà kiếm cái tiền đó về uống cho nhỏ. Dạ. Hôm bữa mấy đứa con của cô thì cô 4 đứa nhưng mà 3 đứa kia không có gặp. Còn thằng Thắng phải không cô? Thắng thì mọi người nói là cô là cho nó ăn đồ uống đồ lại đó cô. Thấy nó ú quá. Người ta cũng nói sợ lo sức khỏe rồi đó. Hả? Ơi, nhà hả? Dạ. Không có quản lý nó được. Không quản lý. Cái đường đâu quản lý. Đó, nó xuống. Ở tủ lạnh rồi nó lấy nè, tự nhiên đồ cũng nó cho rồi không à. Dạ. Nó giặt tủ lạnh đó của cái thằng ở bên cơ khí điện máy á, nó đặt nó, khi người ta giặt ra người ta bán rẻ cho nó, yeah. Nó rinh về hết nó cho, yeah. Nhà tài tăng đồ cho không à. Nhưng mà nó mấy cái ăn uống thôi chứ mấy cái mà lễ phép đồ là nó lễ phép lắm, Thắng rồi đó, mấy đứa, ví dụ mà mấy đứa đó mà cô sờ, cô với chú mà sờ vô mặt, sờ vô mũi của tụi nó, cô hình dung được mặt mũi tụi nó không? Biết chứ. Hình dung. Nhưng mà cái ví dụ như là trắng hay là cái gì á thì người ta nói mới biết. Hồi xưa con nhỏ lớn á, nói mở được cái trường, nó mẹ ơi con tới đây được rồi. Dạ. Mở được cái trường. Dạ. Nói sao vậy? Ba nó cười con. À. Em mới nói nè, con phải tự hào lên. Đúng rồi, đúng rồi. Ba mẹ ăn vậy á, đi bán từng tờ giấy số.
cho con đi ăn học hơn người ta sáng mắt. Dạ. Người ta đã sáng mắt, người ta làm ra tiền rồi. Không. Dạ. Cho con đi ăn học. Con phải, con à, phải tự hào lên. Dạ. Là ba mẹ mù nhưng mà vẫn cho con đi học. Đúng, đúng. Nếu mà gặp người khác á là cho con là bán vé số luôn đó, nghỉ đúng học rồi. Luôn. Nghỉ học đi. Con mượn tiền dai bà góp rồi đắp dư vé số rồi còn phần. Dạ. Con mà có, dạ, con có. Con có thời gian á, con cũng gặp mấy đứa con trò chuyện chút xíu mà không có gặp. Không có thời gian gặp. Bữa nào có vô nhà hay gì gặp con nói mấy đứa như vậy. Phải tự hào lên đúng không cô? Đúng rồi. Phải tự hào lên. Đứng cao đầu chứ đừng có cúi đầu. Đúng rồi. Mình hãnh diện đó. Đúng rồi. Tại vì cha mẹ như vậy mà nuôi con đi học. Phải hãnh diện lên. Dạ. Dạ. Đó bạn có cười. Bạn nhắm bạn cười được suốt đời không? Đúng rồi. Nhắm mà cười được suốt đời không? Nhiều cái hoàn cảnh như tương tự như gia đình mình đó, cha mẹ nuôi con ăn học thành tài rồi là nhiều, đa phần nhiều lắm, nhiều lắm đó cô. Tại vì mấy đứa nó nhìn vô ba mẹ mình cực khổ đó, nó học, nó học dữ lắm. Nó chăm học. Chăm học. Chỉ còn nhiều người sáng mắt mà cho con đi lùm ve chai. Dạ. Rác. Dạ. À, lùm một cây lông về bán để kiếm tiền. Dạ. Còn không mà cho mướn con để đi sinh. Rồi cho mướn luôn hả? Ừ. Cha mẹ nhà quýnh bài. Trời ơi. Còn có người đi sinh ha. À, có người đi sinh á. Về kêu tóc vô quán nhậu, ngồi nhậu. À. Chờ nổi không? Nhiều lắm, ở Sài Gòn nhiều lắm. Nhiều lắm, đa phần luôn. Nhiều lắm. Chứ còn con không có đâu. Mình là ưu tiên con mình học trước đi, tính gì đúng tính. Rồi, tính gì tính. Bữa đầu tiên á, bữa cái đợt bữa cô đi bán á, vòng lên chợ Nhuyễn Đường á. Dạ. Có cái kêu bằng anh, kêu bằng ông chứ đúng ra là nó đáng anh nữa thôi. À, tới quán rồi làm xị nhậu đi, làm xị đi ông nội, để tôi đi bán tôi lo con tôi. Tới rồi ai mua đâu bán lại. Để tôi đi bán tôi lo con tôi ông nội. Dạ. Cái bữa bên chợ lớn nữa, bên chợ lớn cái hai người đàn ông nói chuyện với nhau, mình tưởng hai người đàn ông nói chuyện với nhau thôi. À. Cái Thiều tưởng mua vé số quay lại. À, bán hết rồi tối nhậu không? Cha. Rủ lộn tiệm rồi cha. Rủ lộn tiệm rồi. Rủ lộn tiệm rồi. Tôi ngủ còn ngủ rồi, không có ngủ đây à hả? Đi bán lo cho con tôi chứ nhậu nhẹ cái gì? Thôi. Dạ. Tại mình đội cái nón mà. Dạ. Rồi vô chợ còn đội cái nón á. Rồi cái người ta tưởng đâu. Chú là giờ ở nhà chú giữ mấy đứa? Nhà giữ con đứa nhỏ 3 tuổi á. Dạ. Còn hai đứa kia thì nó lớn rồi. Đứa lớp 4, đứa lớp 5 thì nó lớn rồi. Dạ. Để tự lo. Nhưng mà mình cũng phải lo vấn đề học vấn cho nó. Dạ. Chứ còn sinh hoạt là hàng ngày là tụi nó tự lo tắm rửa rồi đó, giặt giũ rồi đó. Tụi nó tự lo. Dạ. Còn lo là lo cho đứa ba tuổi, nó mới có ba tuổi nó biết gì đâu. Dạ. Một xíu thôi thì chắc trời cũng chuyển mưa rồi thì cô tranh thủ cô bán chứ để trò chuyện với cô gì hoài không có được. Để cô bán rồi cô về nghỉ ngơi, có thời gian thì con chạy qua bên nhà cô. Dạ. Tối nay cô có bán ở quận 10 không? Nếu trời mưa thì không có bán, mà không có bán. Mưa thì bán. Vậy là giờ tới
tới chiều là tới trước giờ xổ số là phải siết, còn trăm mấy chục vé. Con chúc cô bán mau hết vé, đừng về nghỉ ngơi nha cô Nhung. Dạ, hôm nay thì trò chuyện hơi ít nhưng mà để vài bữa thì có dịp vô về nhà đi nha cô. Dạ. Dạ, bây giờ cô đi bán tiếp đi nha. Qua Tân Thành rồi dòng về với chị lớn. Dạ. Cô mua giùm con mấy tờ giấy số đi cô. Đó chị mua giùm em mấy tờ. Cô mua giùm con mấy tờ giấy số. Cô có một tờ giấy số.